Xin chào cả nhà, hôm nay em lại tiếp tục quay video cho cả nhà một lô đất trục chính đi Thanh Lãng, Bình Xuyên. Đây là đường trục chính xe buýt chạy. Đây, một đường đi Vĩnh Yên và một đường đi Nội Bài Lào Cai. Vị trí lô đất thì cách quốc lộ 2A đi Hà Nội chỉ 50m. Đó, và vị trí lô đất đây. Đó, vị trí lô đất đây nha. Trục đường, trục chính trên đường 303 đi Thanh Lãng, đi ra làng nghề Thanh Lãng đấy ạ, để kết nối ra khu công nghiệp Bình Xuyên, và đi lên Khai Quang, Vĩnh Yên. Trục này có thể kinh doanh buôn bán vì xung quanh có rất nhiều nhà xưởng kinh doanh. Trục chính và đây đất đấu giá cả nhà nhé. Đất này diện tích là 98m², phun thổ cư, mặt tiền 5m. Đường trục đường xe buýt chạy. Và đây ạ, có rất là nhiều nhà xưởng ở đây. Đây ạ, bến xe buýt đây, bến xe buýt ngay đây luôn. Đây, và một số hình ảnh mà em chụp đất cho cả nhà xem chi tiết hơn nha. Cách quốc lộ 2A rất là gần. Vị trí đất thì kinh doanh buôn bán. Đây là quốc lộ 2A đi Hà Nội và đi Vĩnh Yên. Ô, đất rất là đẹp. Giá trị hơn 2.9 tỷ một xíu. Đây ạ, đây là đèn xe đèn đỏ. Từ vị trí đất mà ra đèn xe đèn đỏ thì chỉ một đoạn, chỉ khoảng 20-30m thôi mà đã đến trục quốc lộ 2A rồi. Vị trí rất là đẹp. Cả nhà mua đất liên hệ cho em nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày về nhà đất Vĩnh Phúc nhé. Xin chào cả nhà.